Từ từ nha, 6 xe Ben nha. Ken, Abed, Quân, Bình, Najil với lại Google. Vô. Ok, screen. Vô, vô, vô. Căng dữ nha. Căng, kèo, kèo căng, kèo căng. Xem em quá vô danh mà quá không được ta. Quá vô danh khỉ tạ. Kèo căng. Lúc đó là em phải, cái đó em phải lên canh nông sớm lên, em lên spam nhanh lên. Là em qua em xử trụ của anh Ken liền. Lúc đó anh Ken là chưa có. Thì cố gắng lấy lúa đi, bình tĩnh thôi, em chỉ cần lên canh nông. Em qua em xử anh Ken là anh cứu được anh Giang luôn. Bình kia xuống mà. Chat với anh Ken đi. Đúng rồi, anh Ken thì chat là ai biết đi cho nó dễ. Cứ nói chuyện bình thường đi. Cái nào mà chiến thuật mà nào mà ấy ấy xíu thì giấu giấu vô. Kim xà 1, 2. Ồ ồ, từ từ. Ken Abed. Ồ sao chính anh Ken. Ken Abed Kim xà. À đúng Kim, rồi đúng rồi. Kim xà. Đúng rồi đúng rồi. Ủa sao em với Google nó đang nghĩ nãy đúng rồi. Anh thay anh Giang, thay anh Giang. Trời ơi, mình theo Google. Marcel sẽ đi qua rút trụ. Marcel làm một pha gì đây? Đúng rồi, Marcel qua rút trụ rồi. Thế em ơi, anh Ken ơi. Rồi, Quân sẽ trời đi ơi, rút trụ dưới này gặp ba. Chắc chắn là Quân làm kiếm đi bắt ngựa sẽ lên súng ngựa. Nhưng mà thấy tình hình kiểu này chắc Alan sẽ chết rồi. Rút trụ xong rồi rút, 4 kiếm. 3 kiếm, 3 kiếm chém. Chém chịu không nổi đâu. Ai đây, màu đỏ là ai đây? Khuyết danh. Màu đỏ là Bình đang qua hỗ trợ. Không kịp lên trụ luôn rồi. Kịp nhưng mà cũng banh trụ thôi. Tại vì anh Ken anh Ken sát quá. Anh Ken hai kiếm ở sát quá. Nhiều quá, kiếm nhiều quá. Súng súng giờ đầu 3-4 súng chưa nâng cấp cũng bắn không có được cái gì. Và bên đây là trận chiến của Google với lại Abed. Google đánh cái gì đây? Google đánh súng và Abed đã lên canon. Trụ đã sắp sập rồi. Khuyết danh đâu rồi, khuyết danh đâu? Danh đâu, khuyết danh đang không? Đúng rồi. Sao cứu kịp? Kiếm của bên đây quá trời mà sao mà. Giữ đúng về làm nhắm đi, đội chiến thuật đi. Đúng rồi, phải đội chiến thuật và... Chịu nổi đâu. Alan sẽ chạy là... Khuyết danh sẽ chạy thôi. Khuyết danh và Alan sẽ chạy, chứ không đường nào ấy hết. Phải trông chờ Google. Google đang sẽ chủ. Trời ơi, Google sẽ chủ. Cái gì lấy một thằng dân quýnh canh ông thôi Google ơi, bó tay cho Google luôn. Lấy một dân xây trụ và bốn thằng quýnh canh ông. Quân đang lai xây trùng nữa nha. Google làm một chuyện ngược đời. Người ta lấy một dân quýnh canh ông, bốn dân xây trụ. Em canh ông ra đi. Em canh ông ra đi. Cái gì đây? Ui, Google đã bắn bể của Abed rồi. Nhưng mà Abed vẫn còn một lúc nữa. Google xây trụ xong rồi mà không biết có cho lên súng hay là cho dây đâm lên đây. Rồi anh ta đã cho súng lên rồi. À, bây giờ ở dưới khu, sao đây? Khu ở dưới là Abed, người dân cũng đang biểu tình, nó không làm gì hết. Rồi Alan rồi, mình đã cứu được Alan rồi. Đâu rồi, biểu tình đâu? Biểu cái gì Abed đi buôn lậu hay sao đây? đi kiếm lúa. Abed đi buôn lậu rồi. Trời ơi không, Abed còn sống. Ủa mới thấy sống mà lúa mà ta. Rồi Abed đi buôn lậu rồi. Abed không chắc này, cái này Abed chắc cần phải học một một chiêu ship lúa để chơi cái công bằng. Tại vì ở trong đây anh em đa số ai cũng biết ship lúa hết. Rồi xong súng trụ của Google thì chắc chắn sẽ bị bể. Một canh và bốn kiếm chém rồi. Ai đây, Ken đã qua cứu được rồi. Ken cứu được Abed rồi. Cái gì đây, đúng rồi. Abed đang đi buôn lậu, anh ấy được bao nhiêu lúa rồi mà vẫn còn buôn lậu. Anh ấy được 65 lúa rồi mà vẫn còn đi buôn lậu kìa. Không hiểu anh ta Abed đang làm gì luôn. À Quân hiện giờ có một kiếm nữa. Đúng rồi, Quân kiếm ngựa rồi. Đã có kiếm ngựa ra thủ được rồi. Anh Ken ơi, kêu Abed mát rồi, nó đã xây được khúc nhưng mà vẫn còn quát lúa. Nhỏ quá sao anh không nghe gì vậy? Ai nói gì không nghe gì hết. Em nói,
Em nói nghe rõ mà, to mà ta. Anh Giang nghe rõ không anh Giang? Rõ. Đó, chiêu đã bỏ nhà. Lại chiêu. Bình đừng có một cái trụ lên Bình ơi. Bình đã lên được, Bình đã lên được súng nhắm. Tại vì Quân có kiếm ngựa cho nên kinh nghiệm là phải Bình phải lên trụ để Quân nó cúng ngựa cho Bình. Yeah. Nhấn mạnh kiếm ngựa nè. Nhấn mạnh đúng không? Rồi không biết Quân có cúng ngựa hay không đây. Anh sau Quân có không có biết. Sau đây một pha bảo đảm là Quân sẽ. Và đây là không biết anh chuẩn bị một pha cúng ngựa hay không đây. Ai sẽ cúng ngựa? Đến Quân. Rồi xong. Quân Quân cho một kiếm vô thăm dò. Tại sao Quân không thăm dò nhà Bình mà lăm dò ở giữa? Nếu thăm dò nhà Bình chắc chắn. Chắc chắn sinh thà chết một kiếm thật chết năm rồi. Rồi đây 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 một pha đây, đây một pha đây. Một pha đây, một pha. Một pha cúng ngựa hay sao đây? Rồi, màu tím Bình lại. Ơi, đó 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 đó. Cúng ngựa Bình ơi. Một đi đó một con. Lý theo dịch làm thịt luôn. Nó hết mana rồi. Rồi Google đã cướp được một con ngựa. Rồi Quân cúng ngựa sẵn cho mình rồi. Đã hy sinh. Trả ngựa. Nếu chơi súng nhắm tốt nhất là phải có một con ngựa để lấy nước. Rồi Quân đi buôn lậu hả Quân? Đáng lẽ Bình là phải chạy thẳng tới để kiếm cửa thêm luôn chứ không bao giờ mà đi đứng bắn dân kiểu đó, tại vì kiếm của Quân đã hết mana rồi. Rồi bây giờ là đến 6 kiếm tới đột kích. Rồi bây giờ là một pha Google tỏ sáng. Anh Giang ơi thấy Google không nha? Google màu gì? Anh Giang màu tím nè. Màu tím à? Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi súng ngựa, súng ngựa. Súng ngựa, Google, súng ngựa. Lần đầu tiên Google tới súng ngựa, mọi người hãy lên đây. Rồi đã chuẩn hơn. Không chúng ai thôi, chúng ơi, chúng được rồi. Google đá súng ngựa chuẩn hơn là giáo ngựa. Rồi Google đi buôn lậu giờ rồi. Rồi một trận game này rất là hấp dẫn đây. Có Alan Walker vô thì sẽ khác liền. Căng kèo. Sau đây là bên Quân đã đổi chiến thuật là chơi bút ngựa. Đúng rồi, bớt ngựa. Mình đánh được như thế này chưa Minh? Thôi đâu, mấy bác quay nhanh quá. Đồ vãi. Quay nhanh quá hay là làm lính nhanh quá? Em đánh thử rồi. Là muốn nhanh quá. Sau đây là xem pha ai sẽ cúng ngựa cho ai đây. Đây ai cúng ngựa đây. Trời ơi súng đâu? Anh kèm hết súng rồi. Đây đang quay khúc hấp dẫn. Thế là thay đổi rồi. Bày bút ngựa này mà đi ra đá là chị bảo đảm thấy trời ơi Google kìa. Ui Google. Google. Không biết là ai cúng ngựa ai đây. Tân chết rồi. Súng nhắm nhiều lắm Quân ơi. Nhắm cha rồi Google. Rồi Google cúng ngựa. Google phá ngựa rồi. Rồi bên đội Google không có spam. Trời ơi. Tại sao Alan không làm spam mà lại làm súng nhắm nữa ta? Cái này phải đánh hỗ trợ lẫn nhau chứ. Quân đã có súng. Quân có cú đá ngựa hay quá. Không làm cho đội mà đánh không kịp. Cái khúc đó Bình cũng non một xíu, không biết là Bình có dính spam hay không, cái đó thì không biết, nhưng mà cái pha đó là có thể giết được ba con bút của Spen. Dạ đúng rồi. Google đá ngựa bó tay luôn. Có một pha mới khen Google xong bây giờ nói chung á Google đi đá ngựa rồi
cái chiến thuật đá ngựa nó cũng phải đi đôi với lại sống sống rồi, nó đi kè kè với nhau, nó phải bỏ đường. Đúng rồi, nó đi kè kè. Chứ còn mà đi một mình đơn đơn thì đâu có thấy được cái gì đâu. Mà đã chơi súng ngựa là không nên đá, chỉ có đi kẹt lắm mới đi đá ca nông thôi. Tại vì cái tốc độ của súng ngựa rất là nhanh. Giáo lửa mà quay được súng ngựa rồi khó quay được súng ngựa lắm. Đáng lẽ cái pha đó Alan phải làm spam hỗ trợ pha đó chứ không lên nhắm nữa. Nói chung là tại không có liên kết với nhau, không có nói chuyện với nhau. Bởi vậy đánh bên team của Ken Quân là chat liên tục. Mà nhưng mà bên team của Google thì bận không có chat được. Bận không chat. Cặp em với Google là gọi là hai ông nội công rồi. Vô nói gì đâu lên. Này nhìn map đánh nó hồi chơi thua. Hầu như là mỗi người quýnh ý là không có hợp được. Có nghĩa là đánh team mình là phải giao tiếp với nhau để người này đánh cái gì là người kia hỗ trợ nhau. Chứ đánh mà cứ mạnh ai nấy đánh là thôi. Đánh team cái đâu phải đánh mình đâu. Là chết hai con rider. Cũng giống của mình thì quá tuyệt rồi bây giờ. Rồi sau đây là giờ chỉ cần spam đồ nữa, phải có spam đồ hỗ trợ mình nữa. Đúng rồi. Nếu mà chơi súng nhắm đó, trời ơi Google full súng nhắm luôn. Quá hoàn toàn. Rồi, rút kêu. Nếu mà so với tình thế này, 5 con đốt của Quân không ăn thôi vậy á. Không, nếu mà súng rất là nhiều, làm spam. Nếu mà bên Quân mà spam với lại súng là giết được cái đám này liền. Tại vì có được 5 con bút nữa. Bên kia không có bút. Bên đây bút với lại spam không ăn thôi, nắm vào đâu quá đông mà. Ý là spam nhưng mà phải có súng. Thiếu vài spam thôi. Súng thường cũng được, không cần nhắm. Súng với lại spam rồi bút ngựa thôi là giết được liền. Bên kia không có bút, không có spam luôn. Mấy con spam này thì súng nhắm nó Bình ơi. Cái kinh nghiệm suốt đau của anh chỉ đâu, hãy lấy ra mà áp dụng. Bên quân cần phải có súng đi. Suốt đau những thành phần nào mà quan trọng. Đúng không, thấy chưa? Bơi một. Mấy con đại bác đâu bắn được đâu ra. Hả? Thì mấy con đại bác là nó là spam sau nó bắn khói mù. Sau đây là một pha trả thù. Ui đây, anh Ken làm gì đây? Anh Ken lộ quá. Bự, anh Ken đang đông bự, tán đông bự. Thằng Bình chết rồi, thấy không? Bình không quan sát máy. Rồi được chấm. Được nhắm. Bình không quan sát máy. Được nhắm lên. Trời, chúng Alan gì mà không giết được con bút nào luôn. Khúc rồi nhưng mà mình có thể giết được bút. Giết bút, giết bút. Nghĩ sao trời, súng nhắm mà phải hơn 20 thằng. Em nói thiệt luôn, 20 thằng súng nhắm luôn mà không giết được con bút. Quá đi. Cái giờ rồi nằm to mà cái đứng tụ kiểu này không hiểu nổi luôn. Team AZ thua rồi. Đánh này rồi, team AZ thua rồi. Không thua đâu, nhưng súng nhiều. Trời ơi. Súng nhiều mà có biện pháp rồi, đúng rồi, súng giết ngựa. Bình ơi, tranh thủ có ngựa nào làm con ngựa đó. Không có spam là bút ngựa ra cúng liền. Không có spam thì sao mà lao ra. Lên núi luôn. Lên núi đi mọi người ơi. Không vô bảy núi đúng luôn. Rồi. Anh Ken pha này anh Ken rất là thiếu kinh nghiệm. Có nghĩa là súng nòng to là không bao giờ vô bật sẵn. Anh Ken kinh nghiệm nha anh Ken. Nòng to là không bật sẵn. Mình chát vô kêu Google vô bãi lúa đứng luôn. Nòng to là anh chạy từ xa, anh chạy vô. Khi mà chạy vô anh mới bật nòng to lên chứ anh đừng có bật sẵn. Anh bật sẵn là người ta thấy liền đó. Đây bây giờ đến lượt Quân nè. Quân chỉ cần thấy nòng to là súng nhắm chạy liền. Đúng rồi, quay lại. Bị dính spam. Đúng rồi, suốt đau quá. Alan spam rất là tốt. Rồi bên một pha spam rất là nhiều. Ui. Ruler. On spam. Một pha spam của Bình rất ghê. Bình học được cái học chiêu spam đó không?
lát ra cho mình chỉ bắn cái độ một lần ra 15-16 viên ấy. Ừ lát nữa có video rồi coi lại có quay mà. Ừ tìm nó có úp cái spam đó, spam trụ đó. Rồi còn một cái trụ nữa, chắc cái trụ súng này chắc lên đường luôn rồi. Rồi bên kia đã đổi chiến thuật, không biết là có thay đổi được tình hình gì không đây. Không có lật đổ được không? Cái nếu pha này mà đặt một đống bom ngay hẻm núi là thôi là tan xác hết. Google được cái gì rồi đây? Google đang đi bắt cửa. Đúng rồi, cái lúc này rất là quan trọng cho nên không đừng nói nha anh Giang. Đúng rồi. Lúc này rất là quan trọng. Rồi chạy được rồi, Bình đã chạy được rồi. Giờ thủ thôi. Bình chạy được rồi, Bình cố gắng chạy, đang cố gắng chạy dân. Chạy dân. Rồi Bình hên quá, Bình còn dân rồi. Ui rất là nhiều. Không sao. Vẫn không sao, vẫn không sao. Alan có kép rồi, vẫn không sao. Alan có biết kinh rồi. Trời ơi Google chạy mất luôn kìa, không hiểu nổi Google làm cái gì anh Giang ơi. Google lấy súng đi đâu vậy? Hỏi. Google đi đâu vậy? Trời ơi Google chơi chiêu ra, chơi chiêu kìa. Rồi Google lại đổi chiến thuật nữa. Google đã đổi qua Google súng ngựa. Mình đã chạy được, mình còn 3 dâm đã chạy được rồi. Đây, đầu dâm đây, ở này rất hấp dẫn. Ken đang phá Alan. Tại sao không lên cứu Alan mà lại đi xuống dưới? Rồi xong rồi, một không biết là lật, không biết có lật kèo được hay không. Im anh Giang ơi, từ từ. Để cho đánh, lật, cũng không lật được đâu, quân đội quân của bên anh nhiều quá. Đánh nhanh lên. Nó luôn làm luôn, còn không là đúng rồi không là có kèo, nếu không làm là người ta lật kèo. Bình phải chủ động chát lên Bình ơi, cho đồng đội biết. Ừ đúng luôn, chát lên người nào chết người đó luôn đi. Mình còn súng nhắm mà còn spam cho nên không sao, súng nhắm của mình rất là nhiều, súng nhắm của mình còn được không phải 7-8 con. Qua phản đòn mình đã banh thì lông. Mình phải chạy dân đặt, lúc đó là mình còn lú phải đặt nhà dân sẵn đi, từ chưa giờ mà đã chạy dân rồi. Em cứ đặt nhà dân 2-3 chỗ đi, chia sẻ kinh nghiệm cho mình nha. Trời ơi không quýnh đi đứng không rồi vậy. Tại sao lại đứng không? Mình đã lấy spam đưa vô rồi. Nó thế này bây giờ nó ăn được kèo luôn á. Thắng luôn rồi đó. Không đâu. Thắng rồi. Thắng rồi. Súng nhiều quá, súng chuyển đổi. Chuyển đổi nhưng mà có bộ ba thôi nách mà sao quân không bảo đảm là quân không làm được gì hết. Thắng rồi. Đâu còn lĩnh gì nữa đâu anh ơi. Ừ. Sạch hết rồi. Bình đã hết nhà dân, hết dân, hết đấy. Kinh nghiệm của Bình kinh nghiệm là rồi. Còn lúc nãy là anh thấy Bình còn 3 đàn dân cho nên phải đặt khúc trước. Không khi người ta chạy không hết rồi con Raya nó mới bỏ mùi hơn. Không phải Alan không hết dân đâu mà là Bình hết dân, Alan nó còn sống nhăn răng. Anh Ken đang chơi lại cái bài cũ của anh Giang nhưng mà không thành công. Đội quân bên kia nhiều quá. Anh Giang quá. Cái bài của anh Giang quá hả? Bên kia đông quá, có kép có đồ hết rồi. Hãy đi em hy sinh cho đồng đội của mình. Đánh lên trên đâu Lâm Quỳnh? Game Ranger. Game Ranger. Đúng đầu đồng to của Ken quá mạnh luôn á.
đúng rồi, mà không ai hỗ trợ cho Ken bao nhiêu hết cho nên không thể nào giúp đỡ, mà lại bút mượn không bút. Không, súng 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 nhắm của Google lại Alan nhiều quá. Mình lại lên Ken ơi. Ken ơi, sao sao mình sao không con ảo rất rồi con nó dễ hơn. Con rúp mà. Thế là mình ấy xong mình quay lại. Chắc gửi lên group Facebook luôn, gửi lên lên group Facebook. Ai vô xem thì xem. Nói chung trận này thắng là nhờ Google cho chúng nữa. Google đang lợi thế, nó chạy về làm ngựa không hiểu nổi, vừa sách văn sách ngựa chạy ra ngồi luôn. Chết nữa, Google làm này lẹ. Nếu mà em chết á, điều đó em phải trả tiền. Em chẳng này sao chẳng này sao em không lên chúng ngựa ta? Đi lên bút ngựa ta. Lên. Súng nhắm nhiều quá. Không, trận trận này nếu mà nãy em hai gì đóng bất ngờ đó rồi đóng xuống ngựa ngon hơn á. Tại kia là thằng kia có ba. Đúng rồi, không có ai ba. Ừ. Chỉ nó làm ba. Bên mình không có ba luôn. Em định lên bất ngờ cho tưởng á. Anh Trên ngưng kiếm rồi. Nãy là quân súng ngựa là ngon rồi. Không có xe ba. Nhưng mà súng nhắm hơi nhiều nha. Súng nhắm nhiều quá, súng nhắm cũng phải 20 mấy thằng ấy. Đâu, bữa nãy em súng ngựa, Google cũng có súng ngựa mà, Google 9 con ngựa luôn á, ít đâu á. Đúng anh Giang? Đúng rồi. Bữa nãy Google 9 con ngựa ra bị cúng, ra chết ngựa chứ không phải cúng ngựa nữa. Ừ, hỏi chung ra cái này, có cái rồi. Cũng được quá, nói chung là mỗi vậy. Đúng rồi, quýnh được hơn. Mà có những pha không hiểu nổi, tự nhiên đi kéo chạy vào lấy súng chạy, vừa lấy súng lấy dân chạy ra bỏ ngựa trong chạy luôn, bút chết luôn, không dám. Giống như là víu vậy. Rồi chạy là bút chết luôn, cho nên không biết làm to như là vậy. Tại vì người ta chạy cái người ta bắn. Đúng rồi. Bắn đúng không? Còn đúng rồi. Cứ chạy cắm đầu chạy luôn. Game này sao nó không reskin lại ta? Hả? Nó không làm lại, nó làm lại đẹp hơn á. Nó làm lại Steam đó, nó làm lại trên Steam đó. Nhưng mà không biết là nó mình giao diện nó đẹp hơn á, reskin lại á. À, tại ít cái cộng là cái này ít người chơi á. Game cũ rồi. Nó để phải chờ tới cái thằng nó làm bên bộ ngoại giao, có thằng đó để giờ. Đúng rồi, có bộ ngoại giao, có trưởng